Cứu sống hai chị em nguy kịch do bị ngộ độc lá ngón Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận cùng lúc hai trường hợp ngộ độc lá ngón trong tình trạng nguy kịch. Hai chị em trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ, sau khi ăn trưa với rau rừng được người quen hái, khoảng 15 phút thì bị hoa mắt, chóng mặt ảo giác, sụp mi, liệt cơ hàm dưới không nói được. Sau đó cò giật, hai chị em được đưa đến Trung tâm Y tế huyện sơ cứu rửa dạ dày và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tại đây cả hai người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê suy hô hấp nhịp tim và huyết áp tăng co giật qua ghi nhận từ tuyến huyện có lá ngón trong dịch rửa dạ dày các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp ngộ độc lá ngón ngay lập tức người bệnh được duy trì thở máy qua ống nội khí quản kiểm soát hô hấp tim mạch dùng thuốc chống co giật dùng than hoặc giải độc qua son dạ dày sau hơn một ngày hồi sức tích cực, người bệnh được rút ống nội khí quản, thở oxy dòng cao. Sau 6 ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc, hiện tại sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.